Dân mạng đào lại đoạn clip nữ diễn viên Về Nhà Đi Con cùng Quốc Trường trong bể bơi trong phim Lấy Luôn Tên Thật Ngoài Đời. Nữ diễn viên Anh Thư, tên thật đầy đủ là Vũ Thị Anh Thư, là cái tên xuất hiện trên hot shot. Cùng với tên tuổi của hot girl này thì bộ phim Về Nhà Đi Con cũng nóng trở lại. Cư dân mạng cũng nhanh chóng đào lại một clip cảnh quay trong tập 40 của phim Về Nhà Đi Con. Đoạn clip này có sự xuất hiện của diễn viên Thư Vũ, Vũ Thị Anh Thư. Đây là một câu hỏi mà nhiều cư dân mạng đã đặt ra. Một số người còn cho rằng cô đóng vai qua đường đến mức chỉ lộ lưng trên màn ảnh. Nhưng thật ra, Anh Thư cũng chỉ lên hình một thời lượng kha khá, ít ra là đủ để khán giả nhận ra cô. Đó là trong phân cảnh Vũ Quốc Trường đóng đi trăng mật với Thư Bảo Thanh đóng. Thời điểm là sau khi cả hai hoàn thành bản hôn nhân hợp đồng, vì chỉ đóng vai vợ chồng, nên khi đến khu du lịch, Vũ chẳng thèm quan tâm Thư mà mãi mê đi ve vãn những cô gái xinh đẹp khác. Khi tắm ở bể bơi của khách sạn, Vũ đã gặp một cô gái nóng bỏng. Cô gái này do Anh Thư thủ vai. Vũ sáng lại, chẳng ngại có những hành động thân mật với nhân vật của Anh Thư. Khi được Vũ hỏi tên gì, thì cô gái đó bèn đáp là mình tên Thư. Nghe vậy, Vũ thốt lên, ai tên Thư cũng xinh thế nhỉ? Người xem nhanh chóng nhận ra, cô gái trong cảnh quay này chính là Thư Vũ, Vũ Thị Anh Thư. Tuy nhiên, hứng thú của Vũ với cô nàng tên Thư này nhanh chóng bị dập tắt khi anh chàng trông thấy một mỹ nhân còn nóng bỏng hơn do Cao Diệp Anh thủ vai. Sau đó, Vũ đã lên giường với nhân vật Cao Diệp Anh và bị đánh ghen. Như vậy, thông tin Anh Thư, Thư Vũ đóng phim Về Nhà Đi Con là chính xác. Cô nàng cũng có một vai, có tên lộ mặt, thậm chí có thoại hẳn hoi, chứ không phải chỉ lộ lưng như lời đồn của một vài cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin hay nữa nhé.